Chào buổi sáng mọi người. Trời, mặt tôi vẫn đang say ke và mới ngủ. Và sau khi ngủ dậy, chúng ta không quên gấp chăn mền đúng không nào? Hello mọi người đi con. Vì hôm nay không học online nên Yến chỉ đánh răng xuống ăn sáng và phụ chị nấu bữa trưa thôi. Skincare này mọi người ơi. Buổi sáng hôm nay Yến sẽ sử dụng toner của Sun By Me. Mỗi lần mấy bạn bôi thì mấy bạn phải vuốt lên này để cho da mặt mình không bị xẻ. Và trong khi đợi da mình khô thì mình sẽ sử dụng Vaseline để dưỡng môi. Chai serum Innisfree quen thuộc của Yến dùng để cân bằng da mỗi buổi sáng thức dậy. Giờ thì chải tóc bù gọn gàng lên. Ôi trời ơi, lúc mà gỡ cái đó ra thì cái tóc Yến cứ dựng lên nhìn mắc cười quá à. Còn giờ thì tắt đèn xuống dưới nhà đi ăn sáng thôi. Ủa, sao nhà mình tối thui vậy nè? À, thì ra là mẹ đã mua đồ ăn sáng để trên bàn sẵn cho mình. À, bánh cuốn, ngon thiệt á. Bây giờ mình sẽ pha một ly nước chanh mật ong và luộc khoai lên để mình có thể nhâm nhi vào buổi sáng. Các bạn nhớ là uống trước khi ăn sáng nha. Mà nếu bạn nào không có uống nước chanh thì cũng phải uống một ly nước ấm sau khi thức dậy á. Còn bây giờ thì mâm đồ ăn sáng thôi. Lâu lắm rồi mình mới ăn cái này á, tại vì dịch nên mình cũng đâu có đi ra ngoài ăn được đâu, nên mình thấy rất là ngon luôn. Lúc này Hello. Thì chị hai với cháu mình mới đi chợ Good về. Có áo đây con. Còn bây giờ thì mình phải phơi cái đống đồ này đã. Ý, khoai chín rồi, mình phải giảm nhiệt thôi. Trời ơi, nóng hổi luôn á. Phù, vừa thổi vừa ăn ngon quá đi. Tại hồi sáng Yến có nhận được một số đồ nên bây giờ mình sẽ gỡ ra xem có cái gì ở trong. Đây là bánh tráng. Trời ơi, lại là bánh tráng nữa. Tôi không muốn mập nữa đâu. Trời ơi, sao bóc hoài không hết luôn vậy trời. Còn cái này là cái gì đây, khó mở quá. Cái này là wash long. Còn đây là chiếc áo mà anh Eric tặng Yến. Áo của The Subcool. Trời ơi, dễ thương quá à. Nhìn nè, nhìn tôi khoái chưa kìa. Và tiếp theo là một bịch đồ nữa. Hình như là cái này là áo của Champion. Mình rất là thích cái áo này. Áo này là cái áo giống cái áo màu vàng hôm bữa của mình á. Bây giờ thì mình sẽ dọn dẹp phòng một xíu. Tại vì mình không có thích cái tóc ở dưới sàn á, nên mình hay quét dọn. Còn cái này là cái tủ đồ, trời ơi nó bày hầy quá à. Nên bây giờ mình sẽ ngồi dọn dẹp lại các thứ. Mình mới phát hiện ra cho học bàn mình cũng bày hầy nữa, nên bây giờ mình sẽ dọn dẹp mọi thứ lại. Ái chà, quay lại mà cũng đã 10 giờ luôn rồi. Để mình xuống dưới nhà mình phụ chị mình làm đồ ăn trưa. Về buổi trưa hôm nay của chúng ta là bún chả Hà Nội. Bây giờ thì mình ngồi lặt rau. Và có thêm sự góp mặt của cháu của tôi. Chào mọi người. Quay đây diễn cho mấy bạn coi mấy cháu biết lặt rau nữa. Lúc lặt rau mà nó vẫn liên thiên nói chuyện với tôi. 6 tuổi thôi mà lanh lắm mọi người ơi. Cố lên. Bây giờ thì đi dọn rác và rửa rau thôi. Trời ơi, ba tôi đi sửa xe nên bây giờ tôi phải chạy đi rước ba tôi về. Bây giờ tôi đang chiên chả giò nè, nhìn ngon không? Ta-da, mời cả nhà ăn chưa? Sau khi ăn thì mình phải dọn dẹp mãi đến 1 giờ rưỡi mình mới lên tới phòng. Thì bây giờ mình đang đánh răng rửa mặt để trang điểm, vì chiều nay mình sẽ đi chụp hình đó mọi người. Trời ơi, tự nhiên có cái dây nào nè, thôi để mình dứt ra. Giảm tí cushion cho đẹp. Cho khuyết điểm nào, tại vì ngủ khuya quá nên hai cái quần thâm mắt nhìn thấy ghê quá đi. Bây giờ thì mình sẽ đánh mắt nha.
đánh má hồng sương sương nè. Kẻ mắt, trời ơi, mình phải tập trung, tập trung cao độ. Ok, nhìn nó cũng ổn mà đúng không mọi người? Bây giờ mình chút mi dưới mình cũng phải tập trung luôn, nhìn mặt mình mắc cười quá à. Bây giờ mình sẽ son môi. Gỡ ra để chải đầu nè. Chết rồi, mình đeo cái này tóc mình lại bị dựng dựng lên nữa rồi, nhìn trời ơi. Make up xong thì mình đã lên tầng thượng để quay một cái clip nhỏ. Thì cái chỗ này sẽ là view để mình quay clip nè, tường trắng. Thì trời hôm nay cũng không có nắng nhiều nên nhìn màu ảnh cũng không có đẹp lắm. Tôi mới vừa quay một cái đoạn clip nhỏ trên đây xong nên bây giờ tôi sẽ dọn dẹp cái này xuống dưới nhà và chuẩn bị quay nhà bạn để đi chụp hình. Và chiều nay Yến chụp gì thì các bạn hãy đón chờ tiếp nha. Yeah. Vì bất đắc dĩ lắm nên mình mới phải đi ra siêu thị gần nhà để chụp hình. Tốt nhất là các bạn nên ở nhà nha. Nguyên buổi chiều vật vờ với đống đồ nên mình bây giờ cũng khá là mệt. Về tới nhà thì mình đã thấy nhà mình đang ăn nên mình vô ăn chung với mọi người luôn. Mình dọn dẹp ở dưới nhà xong thì bây giờ mình lên phòng cất đồ để chuẩn bị đi tắm nữa. Trước khi đi tắm thì mình sẽ tẩy trang và rửa mặt sương sương trước. Hello, bây giờ tôi mới gội đầu, mới tắm ra nên bây giờ cũng đã là 7 giờ tối rồi. Cũng khá là trễ nhưng mà vẫn kịp để làm được một đề lý. Bây giờ mình sẽ mang quần áo xuống dưới nhà và lên làm một đề lý. Xong tầm 8 giờ rưỡi thì mình sẽ livestream với mọi người. Lúc này là mình đang làm đề kiểm tra trên shop nên nhìn mặt mình có vẻ căng thẳng quá ha. Thôi, cuối cùng cũng xong rồi, trời ơi. Ok, Yến mới làm xong một cái đề lý, một cái đề làm bài tập. Nên bây giờ thì cũng đã 8 giờ rưỡi rồi, đúng như lời hẹn. Yến sẽ livestream với mọi người. Ta-da, bây giờ tôi sẽ livestream nha. Mọi người, tôi mới livestream xong thì hồi nãy trong livestream thì Yến cũng có đắp một cái mask khẩu ba rừng á và cũng chưa có apply toner với lại serum lên nên bây giờ tôi sẽ skincare cùng mọi người để đi ngủ nha. Thấy chai này quen thuộc không? Chai này là chai serum của Innisfree, chai này Yến được chị hai tặng nên cũng không biết chai này mua ở đâu và giá bao nhiêu nữa. Còn chai lăn này là của Skinless, dùng để bôi quầng thâm mắt. Và không thể quên được Vaseline, dùng để dưỡng môi trước khi ngủ nha. Trước khi đi ngủ, tôi lại quét phòng một lần nữa tại vì thấy dưới đất còn tóc. Và dọn dẹp vài thứ ở trên giường, trên bàn để ngồi bấm điện thoại, lướt Instagram. A few moments later.
Ơi, nãy giờ tôi ngồi tôi bấm điện thoại, nhắn tin Instagram, Facebook các thứ, lướt lướt, xem TikTok các thứ. Bây giờ cũng đã 12 giờ đêm rồi, mình phải đi ngủ thôi. Mình không thể nào mà thức thức được, hai cái quầng thâm mắt của mình nó quá là đậm rồi đó. Thì không thể nào mà ngủ trễ được nữa. Nên chúc mọi người ngủ ngon. Ngày hôm nay cô Yến là một ngày khá là bận rộn nên cũng không có thời gian tập thể dục hoặc là chia sẻ với mọi người nhiều. Nhưng mà cảm ơn mọi người đã xem video tới đây. Nếu các bạn thích thì hãy like và subscribe cho kênh của Yến nha. Bye bye.